Thưa quý vị, trong số 7 dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại buổi lễ công bố quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra vào sáng nay, nổi bật là dự án đầu tư nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng tại khu công nghệ cao Đà Nẵng có vốn đầu tư đăng ký 3.167,8 tỷ đồng, tương đương 135 triệu đô la Mỹ với mục tiêu sản xuất các sản phẩm điện tử dân dụng. Bên lề sự kiện, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng có cuộc trao đổi nhanh với ông James Lee, tổng giám đốc tập đoàn Foxlink. Vâng, xin chào ông, rất cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Câu hỏi đầu tiên thì xin ông cho biết là lý do nào mà Foxlink lại lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến đầu tư của mình ạ? We tried different places. Chúng tôi đã tìm hiểu đầu tư nhiều nơi tại Việt Nam và khi đến với thành phố Đà Nẵng, chúng tôi nhận thấy rằng thành phố Đà Nẵng hội đủ các điều kiện cho những tập đoàn công nghệ kỹ thuật cao như chúng tôi. Cùng với đó, nguồn nhân lực ở đây rất dồi dào và có chiều sâu, cũng như có nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa trong những năm qua. Ngoài ra, chính quyền thành phố Đà Nẵng năng động, cởi mở và rất hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện rất tốt cho nhà đầu tư nước ngoài. Đó là lý do chính chúng tôi chọn đến với thành phố Đà Nẵng. Ở vấn câu hỏi thứ hai thì xin ông cho biết là trong thời gian đến thì Foxlink sẽ có kế hoạch triển khai dự án của mình như thế nào ạ? In the beginning it's a little slow. Trong giai đoạn đầu, chúng tôi dự kiến sẽ triển khai những bước đi bền vững, tạo nền móng cho dự án với kinh phí khoảng 20 triệu đô la. Trong giai đoạn 2, con số này sẽ là 135 triệu đô la. Và đến năm 2025, chúng tôi kỳ vọng tổng doanh thu đạt được sẽ là 1 tỷ đô la. Chúng tôi cũng hy vọng dự án sẽ đem lại nhiều giá trị tốt đẹp và đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong tương lai như quy hoạch lần này đã đề ra. Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.